Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, nhiệt độ khoảng 24 độ C. Quang Lâm cùng gia đình đạp xe vòng quanh thành phố Toronto dọc theo bờ hồ Ontario. Thành phố Toronto có hơn 3.600 km đường mòn dành cho người chạy xe và đi bộ. Hằng ngày chúng ta chạy qua đây để đi làm hoặc lo cho gia đình, chúng ta không hề thấy sự ưu ái của thành phố dành cho người dân. Những con đường mòn này được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày, kể cả mùa đông vẫn được rải muối và dọn tiếp. Dọc theo hai bên con đường này có nhiều công viên và những hoạt động vui chơi giải trí. Người dân cùng gia đình có thể đến đây hưởng không khí trong lành. Quang Lâm đang đứng tại trung tâm thành phố Toronto. Phía sau Quang Lâm các bạn thấy CN Tower và Rogers Centre, cũng như toàn bộ building xung quanh thành phố. Nơi đây cách đây vài ngày, thị trường bất động sản rất là sôi động. Nhiều căn nhà đưa lên thị trường chỉ vài ngày sau người mua trả 100-200 ngàn, cao hơn giá bán là chuyện bình thường. Hiện nay thị trường bất động sản nơi đây có dấu hiệu lắng động, số lượng giao dịch giảm thấy rõ nhưng giá vẫn tiếp tục gia tăng. Một điều thật là thú vị, Quang Lâm tìm hiểu thấy rằng những căn nhà giá trên 1.5 triệu đô la về số lượng cũng như giá cả vẫn tiếp tục gia tăng. Trong những ngày tới đây, Quang Lâm sẽ tiếp tục cập nhật tin tức thị trường bất động sản. Quang Lâm tường thuật tại Toronto.